Được gửi lời chào đến toàn thể các bác, cô chú, anh chị em đang quay trở lại với kênh bán hàng của shop Phạm Huấn. Thì giới thiệu với các bác, em thì đến từ Lạc Sơn, mình thuộc Hà Nam, chuyên cung cấp phân phối những cái dòng hàng Nhật, Hàn, Mỹ, Đức, và mỗi mặt hàng này tổng hợp một chút đấy, có hàng bãi, hàng mới, hàng tồn kho và hàng thanh lý siêu thị đấy, muốn được dồn lại bút thành một cái cửa hàng như này để phân phối cho các bác tham khảo qua đấy. Thì những cái mặt hàng bên em chủ yếu là nó thuộc về những cái mục đích đời sống gia đình xã hội đấy, công trình xây dựng cá nhân thì bên em gần như là có đầy đủ luôn. Ngoài ra là có một vài những cái sản phẩm là thuộc về giải trí cho trẻ con các anh nhá. Đấy thì mở đầu video thì giới thiệu cho các bác cách thức để đặt hàng của bên em. Nếu như các bác đã theo dõi quá quen thuộc rồi, mỗi video đầu hay là kết thì người ta đều giới thiệu cho các bác cách thức để đặt hàng. Đấy thì như theo dõi trên màn hình đây là ba số hotline của bên em. Các bác muốn đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua ba số này. Đấy, cách thức đặt hàng thì sẽ có hai cách. Một là gọi điện trực tiếp, ok chốt đơn rồi thì là ok. Còn hai là nhắn tin, có thể kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin qua tin nhắn điện thoại gửi hình ảnh rồi bên sẽ báo giá chốt đơn, check đơn tổng đơn cho các bác nhé. Đấy, lưu với các bác là khi mà đặt hàng thì đã gọi điện rồi sẽ không có nhắn tin nữa, và nhắn tin rồi thì sẽ không gọi điện nữa, để tránh cái trường hợp là bên em sẽ lên nhầm đơn trùng đơn cho các bác. Ngoài ra đối với những khách hàng quen thuộc, hàng xóm như là Nam Định, Ninh Bình thì có thể đến tận nhà tham quan. Hiện tại những mặt hàng hiện tại bên em đang phân phối nhé. Đấy, địa chỉ chính của bên em là ở Ủy ban Nhân dân xã La Sơn, Minh Lục, Hà Nam. Các bác mà muốn biết trực tiếp rõ ràng hơn thì có thể liên hệ qua số điện thoại trực tiếp, bên em sẽ check cho các bác cái địa chỉ cụ thể nhất nhé. Và video hôm nay thì giới thiệu qua cho các bác một vài cái mặt hàng, nó là hàng cũ thôi nhưng mà lâu ngày nó không về, thì hôm nay nó về hàng thì giới thiệu cho các bác cũ mới đan xen các bác nhé. Rồi mở đầu video thì giới thiệu cho các bác cái sản phẩm, đó là về cái dạng bộ gắt ghép tỉa cành các nhá. Để bên em gọi tất ký hiệu đó là bộ ghép cành, tất cả nó sẽ có những chi tiết bên trong như này cho các bác xem. Đấy, thì tất cả nó sẽ có những cái chức năng này, và nó sẽ có hai cái đầu tu vít đi kèm để các bác sử dụng thay thế các chi tiết là các bác sử dụng trong một đứa trẻ cắt ghép chiết tỉa cành, rất nhiều chức năng luôn các bác nhá. Đấy, nó sẽ có tổng hợp là những cái chi tiết này. Đấy, và hàng này thì là hàng Asaki của Nhật, cực kỳ mới luôn các nhá. Đấy, các bác mua về là nó vẫn được in nguyên cái dây này, chưa hề bóc ra, có nghĩa là hàng mới tinh thôi nhá, chưa có một vết xể xước nào hết. Đấy thì bên em ký hiệu nó là bộ ghép cành và đang phân phối với giá của nó là 250.000 bao ship coi nhá. 250.000 bao ship. Đấy, chức năng của nó các bác nhìn rồi. Đấy, nó vừa là thu vui tao nhã, hoặc các bác mà trong nghề mà các bác hay đi tỉa cành cho nhà này nhà nọ thì rất sử dụng, cần sử dụng đến cái dạng này các bác nhá. Để mới cho cây nhà mình nó đẹp hơn, được cái mốc đẹp hơn để chơi thì sử dụng dạng bộ ghép cành này rất là tiện luôn. Đấy, các bác yêu thích mẫu này thì nên cho em mã sản phẩm, đó là bộ ghép tỉa cành, giá là 250.000 bao ship Asaki của Nhật, rất là rõ ràng các bác nhá. Mỹ in Japan, cực kỳ chất lượng. Đó là bộ ghép cành. Đấy, các bác muốn chụp ảnh màn hình thì để cho các bác chụp như này nhá. Rồi tiếp theo thì giới thiệu sang cho bác cái dòng sản phẩm, đó là về cái dạng loa, loa nghe nhạc. Thì bây giờ bên em đang có những cái mẫu này phân phối để giới thiệu cho các bác qua một lượt luôn nhá. Đầu tiên giới thiệu trước cho các bác đó là từ bé đến to. Đấy thì về cái dạng loa bé này thì bên em ký hiệu nó là loa gì, loa L1 các bác nhá, loa L1, và cái dạng này thì bên em phân phối với giá của nó là từ 350 giảm xuống còn 300 bao ship. Đó là về cái dạng loa này. Đấy, còn các bác mà muốn biết chi tiết rõ ràng kết nối hơn, bên em đã test trước khi gửi cho các bác rồi, nên là yên tâm về cái vấn đề là kết nối rất là dễ dàng luôn. Đấy, có nhiều video ở kênh chính đã test trực tiếp rồi, thì kênh phụ này chủ yếu là quay cho các bác xem những cái mặt hàng rõ nhất có thể thôi. Đấy thì bên em ký hiệu nó là loa L1 và đang phân phối với giá hiện tại của nó là 300.000 bao ship coi nhá, 300.000 bao ship. Đấy, ký hiệu là L1. Các bác thích mẫu này thì lên cho em mã sản phẩm, đó là loa L1, hoặc có thể gọi là loa JBL bé, giá là 300.000 bao ship qua nhá. Đấy, giá công khai hiện tại nhất là 300.000 bao ship. Rồi tiếp theo đó là to dần, thì giới thiệu sang cho các cái sản phẩm, đó là dạng bên em ký hiệu nó là loa dây. Đấy, loa này đi kèm nó sẽ có một cái dây sắt như này để các bác có thể xách tay hoặc là đeo qua nhá. Đấy, xách tay hoặc đeo chéo người. Đấy, các bác muốn điều chỉnh độ dây của nó dài hay ngắn thì đây nhá, các bác sẽ điều chỉnh ở cái này. Đấy, cái loa này các bác mang đi đâu mà đeo trên người rất là tiện, mình muốn tập tành cái gì cũng rất là tiện luôn. Thì loa này nó có cái dây sai đeo thì bên em ký hiệu luôn, đó là loa dây. Dạng này thì bên em đang phân phối với giá của nó là 330.000 bao ship qua nha. Đấy, 330.000 bao ship, cứ từ bé đến to dần. Đấy, cho các so sánh nhá, độ loại bé nhất là bé vừa. Đấy, bé nhất các có thể gọi theo thứ tự luôn nhá. Loa bé nhất là 300 này, loa có dây hoặc loa vừa là 330. Rồi cuối cùng là cái loại loa to nhất. Loa to nhất này thì nó thiết kế đặc biệt hơn một chút là nó sẽ có hai cái đèn sáng hai bên, để khi mà các bác bật nước nguồn lên thì nó sẽ có cái đèn sáng nó nhấp nháy này, kiểu đèn bảy màu, nên là dùng con này thì rất là đa năng luôn. Nếu các bác mà muốn nhảy nhót, muốn mở loa ban đêm, con này ban đêm thì rất là đẹp, nó tỏa ra đèn này. Đấy, thì về cái dạng loa to này thì bên em đang phân phối với giá của nó là 480.000 các bác nhá. 480.000 bao ship, các bác có thể gọi là loa L2. Nó sẽ có một cái cách gọi như vậy các bác nhá. Đấy, loa to là loa L2, loa bé là loa L1, và loa có dây thì ký hiệu là loa có dây, nó sẽ có 3 kiểu mẫu như vậy để cho các bác tham khảo qua. Các bác thích mẫu nào thì lên sản phẩm, lên đây đặt hàng thì lên cho em tên mã sản phẩm đấy các bác nhá. Đấy, cho các bác xem cả 3 dạng loa luôn, các bác có thể chụp ảnh màn hình lại giúp em. Đấy, rất là rõ ràng các bác nhá, theo thứ tự luôn.
Rồi tiếp theo thì giới thiệu sang cho bác cái sản phẩm đó là về cái dạng mic không dây các nhá, mic không dây. Để chức năng của nó vừa là cái micro vừa là cái loa luôn các nhá. Các bác kết nối vào Bluetooth để bật nguồn lên, vừa là loa vừa là kết nối vào Bluetooth luôn. Đấy, thế là người lớn hay trẻ con sử dụng rất là ok và rất là dễ sử dụng luôn các nhá. Đấy, đi kèm thì nó sẽ có sẵn cái đầu dây sạc để các bác sử dụng, hết pin thì các bác sẽ sạc vào. Thì cái dạng loa không dây loa này thì bên em có hiện nó là các bác có thể gọi là loa không dây hoặc là mic không dây, sẽ có hai cái gọi như vậy. Và giá đang phân phối của nó là 340.000 bao ship qua nha, 340.000. Đấy, mẫu mã của nó chỉ có một mẫu duy nhất, đó là màu đen này thôi. Đấy, hàng cực kỳ mới chất lượng coi nha, thiết kế cũng mới luôn. Và mic không dây JBL của Nhật, à JBL, giá là 340.000 bao ship qua. Thế mẫu này thì lấy chưa, mã sản phẩm đó là mic không dây. Đấy, để rõ hình ảnh cho các bác chụp ảnh luôn nha. Rồi tiếp theo thì giới thiệu sang cho các bác cái sản phẩm đó là về dạng đồng hồ nhiệt kế nha, đồng hồ nhiệt kế. Đấy, thì về cái dạng đồng hồ này giới thiệu trước cho các bác, thứ nhất là hàng Nhật nha, made in Japan, và thứ hai là đồng hồ nó sẽ có ba chức năng. Đấy, có đo nhiệt độ không khí này, độ ẩm không khí trong ngày này, độ C này, và giờ giấc coi nha. Giờ giấc thì nó sẽ có ký hiệu là ban sáng này, có sau có ký hiệu là chữ AM, còn ban chiều thì sẽ có ký hiệu là chữ BM. Đấy, thì mình có thể nhận biết được bây giờ đang là ban sáng hay là ban chiều coi nhá, rất là tiện lợi luôn. Và cách sử dụng thì cũng rất là dễ thôi. Về các bác không sử dụng thì có thể liên hệ trực tiếp bên em, sẽ chia sẻ cho các bác những cái video hướng dẫn. Ngoài ra mà các bác muốn sử dụng thì các bác về các bác sẽ bóc cho em một cái lớp dây bóng mỏng ở trên cái bề mặt này ra và các bác sử dụng bình thường nhá. Đấy là cách sử dụng của nó. Đấy, vì kèm nó sẽ có sẵn một cái viên pin như này. Thì về cái dạng đồng hồ nhiệt kế này, giá bên em phân phối hiện tại của nó là 120.000 các bác nhá. 120.000 một chiếc đồng hồ nhiệt kế. Các bác thích mẫu mã này. Đấy, con này mà để phòng ngủ phòng khách rất là tiện luôn, và đặc biệt là phòng ngủ nhá, chức năng phòng ngủ rất là tiện. Giá là 120.000. Đó, các bác thích thì lên cho em mã sản phẩm đó là đồng hồ nhiệt kế 120.000, ba chức năng. Độ ẩm không khí này, độ C và giờ giấc ban sáng ban chiều. Một tiếp theo thì giới thiệu sang cho bác cái sản phẩm đó là bộ tủ vít màu đỏ vàng. Đấy, cán của nó là cán màu đỏ vàng, thì bên em ký hiệu luôn là tủ vít đỏ vàng cho nó dễ nhận dạng nhá. Đấy, các bác có thể gọi tắt là vít đỏ vàng. Thì về cái bộ này thì bên em phân phối với giá của nó là 170.000. Nó sẽ bao gồm tổng hợp là 7 cây. Đấy, trong 7 cây này thì sẽ có tổng hợp là 3 cây đầu dẹt và 4 cây đầu 4 khe. Có các chi tiết từ bé đến to các bác nhá. Đấy, có chi tiết từ bé đến to để các bác sử dụng thay thế luôn, rất là tiện. Đấy, các bác thích mẫu này thì lên cho em mã sản phẩm đó là bộ vít đỏ vàng. Kỹ hơn thì có thể gọi là bộ tủ vít 7 cây màu đậm màu vàng. Đó, giá là 170.000 các bác nhá. Sử dụng thông dụng, đi công việc mang đi sách đi rất là tiện luôn. Bên cạnh bộ vít đỏ vàng thì giới thiệu sang cho bác cái sản phẩm đó là vỉ vít vàng các bác nhá, vỉ vít vàng. Đây là các chuôi của nó là chỉ có nguyên màu vàng thôi, bên em ký hiệu nó là vỉ vít đóng vàng. Để các bác chắc chắn hơn mà không bị nhầm lẫn thì các bác gọi trực tiếp cho em luôn, nó là vỉ vít đóng vàng. Một vỉ này thì nó sẽ bao gồm là có 7 cây, tổng hợp là sẽ có 4 cây đầu dẹt và 3 cây đầu 4 khe. Để chức năng nhá, ngắn dài. Nói chung là kích cỡ thì gần như là giống nhau, nó chỉ to hơn nhau một chút thôi. Còn sẽ có loại từ ngắn đến dài các bác nhá, từ ngắn đến dài rất là đầy đủ tổng hợp luôn. Đấy, thì bộ này thì bên em đã phân phối với giá của nó là 150.000 bao ship. Đấy, các bác thích mẫu này mình để chuyên để tháo ốc lắp ốc, những cái ốc to ốc bé. Chủ yếu con này bởi vì nó toàn là những cái chi tiết to thì con này là sử dụng cho lắp ốc to, tháo ốc to thì rất là vừa vặn các bác nhá. Và hàng là hàng mới chất lượng luôn nên là cái độ mới của nó rất là cao. Sử dụng thì rất còn rất là thời gian lâu dài. Đấy, bên em ký hiệu nó là vít đóng vàng, giá là 150.000 bao ship. Các bác thích mẫu này thì lên cho em mã sản phẩm đó là về vít đóng vàng 150.000 bao ship, để các bác có thể chụp ảnh màn hình lại nhé. Rồi tiếp theo thì giới thiệu sang cho bác cái sản phẩm đó là về cái dạng máy cây ép tỏi nhá. Cái này nó dùng bằng cơ tay thì em gọi luôn là cây ép tỏi. Hàng này thì đầu tiên là hàng của Đức nhá. Đấy nhá, mẫu mã logo hàng của Đức, Gulin của Đức, cực kỳ chất lượng luôn. Thế thì về cái bộ này bởi vì người ta thiết kế rất là chắc, cầm lên cực kỳ là chắc tay quá nhá, nhìn nó khá là bé mà cầm lên cực kỳ chắc tay. Thế thay vì cứ mình cứ phải băm từng tủ cổ toàn một thì nó rất là mất thời gian. Thế thì thay vào đó các bác cứ cho một vài bao cổ vào đây, các bác ép trực tiếp luôn, cực kỳ tiện các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Thì về cái bộ ép tỏi Đức này thì bên em đang phân phối với giá của nó là 150.000 các bác, 150.000 bao ship. Các bác đặt hàng thì lên cho em mã sản phẩm đó là ép tỏi Đức, để các bác có thể chụp ảnh màn hình nhá. Rõ chi tiết, rõ logo luôn. Đấy, giá là 150.000 các bác nhá, ép tỏi của Đức. Đấy, đi với các bác là video thì rất là giới thiệu rất là rõ tên sản phẩm kèm giá. Nên các bác đặt hàng thì bác cũng có thể nghe, chú ý nghe video là tên sản phẩm là gì và giá của nó là gì. Còn nếu mà các bác xem mà các bác không thể để ý, hoặc là đối với những người cao tuổi mà nghe không rõ, thì các bác xem các bác có thể chụp ảnh màn hình lại rồi kết bạn Zalo, gửi hình Zalo rồi bên em sẽ miêu tả trực tiếp cho các bác về cái sản phẩm đó nhá. Rồi tiếp theo thì giới thiệu sang cho các bác cái mẫu mã đó là về cái dạng hợp kim mạ đồng, lâu lắm rồi không giới thiệu thì hôm nay giới thiệu lại cho các bác. Đầu tiên trước đó là về cái dạng gạt tàn thuốc lá, thì đang có mẫu mã của con đầu tiên giới thiệu cho các bác. Về cái dạng gạt tàn thuốc lá thì đều bán đồng giá hết là 230.000 một con qua nhá, đồng giá 230.000 một con. Đó thì như các bác đang theo dõi con đầu tiên đây là hình con voi nhá, chú sẻ voi in trên logo cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Đấy, nó là cái dạng hợp kim mạ đồng. Thì nó con này nó sử dụng thì các bác dùng vài năm vài chục năm thì không vấn đề, không lo cái vấn đề bị bạc màu nhá. Bởi vì bên em bán rất là lâu rồi mà chưa có hề có vấn đề bạc màu gì cả. Đấy.
Đấy thì sử dụng con này mà khi các bác sử dụng khô, sử dụng ướt thì các bác sử dụng xong nó bẩn được các bác cứ mang đi rửa giấy bình thường là mình phơi khô lại là ok. Không lo vấn đề là rửa nhiều nó bị bạc màu nhá. Cái này là bên em đảm bảo luôn. Đó là trước tiên là về con voi. Tiếp theo sang đó là về con cóc to nhá. Con cóc ngậm tiền. Đây là hình dáng của con cóc, xung quanh toàn là tiền thôi. Con này thì nó đem lại sự may mắn này. Đấy, các bác mà sưu tầm cả bộ về để bàn trang trí rất là ok luôn. Bàn nước của mình rất là tiện. Đấy, tiếp theo sang là con hổ các bác nhá. Đấy, con hổ. Con hổ này thì thứ nhất là nó là vật trang trí, thứ hai là gà tần thuốc lá, và thứ ba là các bác vào tuổi hổ thì sử dụng con này về đấy để nó rất là đẹp luôn nhá. Thứ nhất là nó theo độ tuổi của mình, và thứ hai làm cái vật trang trí cũng rất là ok và rất là hợp lý luôn coi nhá. Đó là về dạng con hổ. Đấy, đó là về dạng gà tần thuốc lá. Thì bên em còn đang còn ba cái mẫu mã thông dụng như vậy. Để các bác xem mà thích cái mẫu nào hơn thì lên cho em tên mỗi sản phẩm đó, hoặc các bác có thể sưu tầm cả bộ ba con về để trưng bày rất là ok luôn các nhá. Đấy, mỗi phần con vật thì nó đều có cái đế cao su ở phần dưới chân như này, để khi mà các bác đặt lên bàn nó sẽ không có gây tiếng động các nhá, không có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, không gây tiếng động. Đó là về cái dạng gà tàn thuốc lá, đồng giá là 230.000 một con các nhá, 230.000 một con gà tàn thuốc lá. Rồi tiếp theo sang đó là về cái sản phẩm đó là hộp đựng tam các nhá. Hộp đựng tam thì bên em cũng duy nhất có giới thiệu cho các bác nốt, đó là về cái dạng hộp đựng tam có chân. Đấy, bên em chỉ còn duy nhất loại có chân thôi. Thì về cái dạng này thì đựng tam thì rất là dễ thôi. Tổng chiều dài của nó thì dài chắc tầm 13-14 phân các nhá. Đấy là tổng chiều dài 13-14 phân của nó. Còn đựng tam thì về các bác sẽ ấn cái này. Rồi các bác thả tam ở đây. Đến mình muốn sử dụng thì mình sẽ ấn lên và xuống. Về cái dạng hộp đựng tam này thì bên em phân phối giá của nó là 230.000 một chiếc các bác nhá, 230.000 một chiếc. Đấy, đi kèm có ba cái dạng chân đứng như này, nó tôn lên cái độ cao thì nhìn nó rất là đẹp, để bàn ăn thì rất là ok luôn các bác nhá. Đó là về hộp đựng tam, giá là 230.000 bao ship. Rồi kế tiếp là về cái dạng phần đựng trà, đựng trà các bác có thể đựng đồ khô, đựng trà, đựng bột cà phê thì con này rất là tiện luôn. Thì về cái dạng hộp đựng trà này thì bên em có hai mẫu mã, đó là hộp trà to và hộp trà bé. Thì đầu tiên giới thiệu cho các bác đó là về cái dạng hộp trà bé này, dung tích của nó là 2 lạng các nhá. Ở bên trong là cực kỳ thoáng và khô. Đấy, khô có hàng mới tinh. Thế thì về cái dạng này dung tích của nó là 2 lạng và đang phân phối giá của nó là 250.000 một chiếc các bác nhá, 250.000 một chiếc bao ship. Đấy, dung tích của nó là 2 lạng. Đấy, hoa văn bốn góc của nó còn là này. Tiếp theo là giới thiệu sang cho các bác đó là về cái dạng bình trà to. Đấy, bình trà to này thì xung quanh bốn cạnh góc của nó là tùng trúc trúc mai. Đấy, con này mà để ngày Tết thì rất là hợp lý luôn. Đấy, dung tích của nó là 4 lạng các bác nhá, dung tích của nó là 4 lạng. Các bác có thể đựng trà khô hoặc là bột cà phê thì con này rất là tiện luôn. Đấy, thì về cái dạng 4 lạng này thì bên em phục vụ với giá của nó là 300.000 các bác nhá, 300.000 đó là bình trà to. Đấy, thì về cái dạng hộp đựng trà hoặc là đựng đồ khô, đựng cà phê thì nó sẽ có hai cái mẫu mã to bé như này, bé là 2 lạng và to là 4 lạng. Đấy, bé là 250 và to là 300, đều là bao ship, các bác thích mẫu nào hơn thì lên cho em tên giá sản phẩm kèm, tên sản phẩm kèm giá các nhá. Đấy, tên sản phẩm kèm giá. Rồi cuối cùng trước khi kết thúc về cái dạng hợp kim mạ đồng thì giới thiệu nốt cho các bác đó là về cái dạng khay đựng giấy. Đấy, thì về dạng khay đựng giấy này thì chiều dài tổng của nó chắc tầm 2-3 phân quá. Tổng chiều dài là 2-3 phân, còn cao thì chắc là tầm 6 phân rưỡi. Đấy, thì cái dạng này đựng giấy thì rất là rộng. Đấy, thứ nhất là khay của nó rất là rộng, và thứ hai là hai cái đầu của nó đều có hai cái cục hút nam châm, để khi mà các bác sử dụng nhá, nó đậy vào rất là mạnh, mà mình làm rơi chẳng may mình làm rơi xuống thì cái nắp này nó sẽ không bị bật ra. Đấy, thiết kế cực kỳ là chắc các bác nhá. Đấy, khoang để giấy thì khá là rộng nên các bác đều muốn để bao nhiêu giấy thì để mà đầy để bày lên bàn ăn thì rất là đẹp. Đấy, nhìn nó rất là sang trọng. Thì về cái dạng khay đựng giấy này thì bên này cũng đang phân phối với giá của nó là 250.000 bao ship các nhá, 250.000 bao ship. Đó là về cái dạng khay đựng giấy, các bác thích mẫu này thì lên cho em mã sản phẩm là khay đựng giấy. Đấy nhá, để bàn ăn rất là tiện luôn, đó là 250.000 bao ship. Đó là về cái dạng hợp kim mạ đồng thì sẽ có những cái mẫu mã như vậy, giới thiệu qua cho các bác tham khảo. Đấy, các bác mà thấy những cái mặt hàng này mà nó hợp lý, nó phù hợp với gia đình, nó phù hợp với túi tiền của mình thì mình có thể sắm cả combo cả bộ về các nhá. Đấy, combo cả bộ về sử dụng luôn, rất là tiện luôn các bác nhá. Giá cả thì vô cùng là hợp lý. Rồi kế tiếp giới thiệu sang cho các bác cái sản phẩm đó là về cái dạng ống nhòm các nhá, ống nhòm Mỹ. Cũng nhòm hàng của Mỹ thì con này thì đấy, nhưng đối với những người mà các bác mà hay đi leo núi thì sử dụng con này khá là ok luôn. Và con này thì độ xa của nó thì cứ giới hạn từ hạng 1 đến 2 cây thôi nhá. Đấy, từ 1 đến 2 cây số đổ về. Đấy, độ xa nhất của nó là chỉ có 2 cây đổ về, nên các bác mà đi leo núi đi dã ngoại mà nhìn từ trên xuống dưới thì con này cực kỳ rõ nhá. Thứ nhất là rất là rõ, và thứ hai là mình ngắm không gian thì rất là thoải mái thư giãn luôn. Đấy, về điều chỉnh độ xa độ gần thì các bác có thể điều chỉnh cái này nhá. Đấy, thì về cái dạng ống nhòm này thì nó là đang có giá là 380.000. Hàng là hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ giá là 380.000 bao ship. Các bác thích mẫu này thì lên trên mã sản phẩm là ống nhòm hàng của Mỹ. Đó, 380.000 bao ship các bác nhá. Rồi, tiếp tục video thì giới thiệu sang cho các cái sản phẩm đó là về cái dạng mỏ hàn thiếc, mỏ hàn chì các nhá. Thế thì về cái dạng mỏ hàn thì bên em đang có hai mẫu thông dụng, đang phân phối hai mẫu. Một mẫu là hàng cũ thì bên em vẫn đang bán điều hòa, còn một mẫu là hàng mới bên em mới sưu tầm về. Thế thì bên em sẽ có cả hai cái ký hiệu riêng, đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ, các bác có thể gọi tắt luôn là mỏ hàn xanh. Đấy, bởi vì nó đang có hai mẫu rồi để tránh nó nhầm lẫn, các bác gọi trực tiếp luôn cho em đó là cái mỏ hàn xanh và mỏ hàn trắng các nhá. Đây là mỏ hàn xanh này.
đi kèm với mỏ hàn này, các bác xem nhiều video rồi, nó sẽ có cái mũi, 5 cái mũi đi kèm để các bác sử dụng thay thế nhé. Nó sẽ có bảng 5 mũi đi kèm. Thì với cái dạng mỏ hàn xanh này, dung lượng của nó là độ nóng của nó là 60W các nhá, 60W và dùng điện 200 Việt Nam bình thường. Đấy, 220 Việt Nam sử dụng, có ký hiệu trên mỏ hàn rồi. Đấy, các bác muốn điều chỉnh độ nóng đến đâu thì sẽ có cái nút điều chỉnh như này, dùng rất là tiện luôn nhá. Đã có dây, có ổ đi kèm rồi, về chỉ việc cắm và sử dụng thôi. Đó là về cái dạng mỏ hàn xanh, giá là 150.000 bao ship coi nhá. 150.000 bao ship, đi kèm là sẽ có vỉ 5 mũi thay thế. Tiếp theo sang đó là về cái dạng mỏ hàn màu trắng coi nhá. Bên đăng ký hiệu là mỏ hàn trắng. Thì con này dung lượng của nó cũng là 60W coi nhá. Đấy, cái độ sử dụng của nó cũng là 60W và sử dụng điện 220 Việt Nam bình thường nhá. Giấy má nhá. Ký hiệu rất là rõ ràng luôn, cực kỳ chất lượng. Thế thì về cái dạng 60W này thì nó cái độ tuy là nó là 60W giống nhau, nhưng mà cái độ sử dụng và chất lượng thì con này nó sẽ cao hơn thôi nhá. Đấy, thứ nhất là thiết kế nó chắc chắn hơn, bền bỉ hơn, và thứ hai là độ dùng của nó cũng dạng cao hơn và dễ sử dụng hơn nhá. Cũng là nút điều chỉnh nhiệt độ, nhưng mà nó đều có thiết kế rõ ràng kính trắng thôi nhá, trắng trong để cho mình điều chỉnh xem tận hạng những cái motor người ta lắp thiết kế bên trong. Thì về cái dạng mỏ hàn trắng này thì bên em phân phối với giá của nó là 160.000 các bác nhá, 160.000 bao ship. Đấy, chuyên để mỏ hàn nhiệt, mỏ hàn trì thiếc. Nó sẽ có hai mẫu mã như vậy, các bác thích mẫu nào hơn thì lên cho em tên mã sản phẩm mẫu đó coi nhá. Đấy, mỏ hàn xanh là 150.000 và mỏ hàn trắng là 160.000, đều là đều là bao ship hết coi nhá, đều bao ship hết. Đó là về dạng mỏ hàn. Rồi tiếp theo giới thiệu sang cho bác cái sản phẩm, đó là về cái dạng thước kẹp gem. Đấy, thì về cái dạng thước kẹp gem này, nó là cái dạng thước điện tử, các bác mà muốn đo cái gì thế nhá, có chức năng kèm này, có đo điện tử luôn, có số ký hiệu, các bác muốn đo như nào nó sẽ có hiện thông số lên đây coi nhá. Đấy, thì cũng lưu với các bác luôn là cái độ chính xác của nó thì nó sẽ không cao, chắc chắn là 100% nó phải đúng đâu, mà nó gần như là tương đối coi nhá. Cái số mã số mình đo lên thì gần như là tương đối thôi. Thì đi kèm nó sẽ có sẵn một cái viên pin coi nhá. Đấy, đi sẵn là đi kèm nó có sẵn một cái viên pin như này để các bác sử dụng. Đấy, thước đo kẹp gem điện tử, các bác gọi tắt là thước kẹp gem. Thì về cái dạng này thì bên em phân phối với giá của nó là 130.000 coi nhá, 130.000. Đấy, về lắp pin và sử dụng thì nó là cái dạng pin con thỏ bé này, nhiều đồng hồ này sử dụng nên các bác hết thì các bác có thể ra những cái quán đồng hồ, quán tạp hóa các bác mua pin để sử dụng, rất là dễ dàng, rất sử dụng luôn coi nhá. Về chỉ về lắp pin mà sử dụng thôi. Đó là về cái dạng thiết kẹp gem, giá của nó là 130.000 coi nhá, 130.000 một con thiết kẹp gem này. Đấy, các bác muốn chụp ảnh màn hình lại để chụp lại cho em. Này, kế tiếp thì giới thiệu sang cho bác cái sản phẩm, đó là vật nhũ Nakagami ấy nhá. Vật nhũ Nakagami của Nhật, các bác mà nào chưa biết đến những cái hãng này của Nhật thì các bác có thể lên Google check, lên mạng check Google ra cái hãng này, nó sẽ hiện ra ngay, nó là cái hàng của Nhật các nhá, bởi vì chỉ có Nhật thì nó mới có cái hãng Nakagami này thôi. Đấy, thì về cái dạng này thì đi kèm, thứ nhất là nó sẽ có sẵn một cái vật mũi này, thứ hai là nó sẽ có chức năng là có một cái dây sạc đi kèm này, một cái dây sạc và một cái đế cắm này. Đấy, thì cái đế cắm này chức năng của nó là khi mà các bác ban đêm mà các bác đi ngủ ấy mà không muốn ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của mình thì các bác sẽ sử dụng cái dạng cắm này, các bác cắm vào đây. Đấy, nó sẽ dựng lên rồi các bác bật cái chế độ đấy nha. Nó sẽ có hai nước, cái nước đầu tiên là các bác sẽ cầm tay các bác vượt đi vượt lại, mũi nó bay và nó sẽ chết. Và chức năng thứ hai, các bác bật cái này nó sẽ có một cái đèn tím sáng như này, có nghĩa là nó báo hiệu là còn nó có cái ánh đèn này, nó sẽ thu hút mũi. Đấy, ban đêm các bác đi ngủ các bác cắm vào để đầu giường, cuối giường, nó nhìn thấy ánh sáng như này nó sẽ tự bơ vào nhé, bởi vì mũi cứ thấy sáng là nó sẽ bơ vào. Thế thì con này nó sáng lên bơ vào nó sẽ tự động nó chết luôn, nó không có ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của mình các bác nhé, rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ có hai nước sử dụng như vậy. Đây, bên em ký hiệu nó là vật mũi Nakagami, hoặc có thể gọi là vật mũi thông minh, và đang phân phối với giá của nó là 200.000 một chiếc các bác nhá. 200.000 một chiếc vật mũi. Đấy, nó sẽ có hai chức năng như vậy, vừa là vật tay, vừa là các bác có thể dựng đứng lên. Đấy, sẽ có cái đế dựng đi kèm rất là tiện luôn rồi. Màu mè thì cũng rất là mới mẻ các nhá. Thiết kế cực kỳ mới mẻ luôn, nhìn rất là sáng mắt. Đấy là giá của nó là 200.000 bao ship. Các bác thích mẫu này thì lên cho em mã sản phẩm, đó là vật mũi thông minh các nhá. Vật mũi thông minh 200.000 một chiếc, hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng các bác nhá. Rồi tiếp theo giới thiệu sang cho bác cái sản phẩm, đó là cặp sách học sinh các bác nhé. Cặp sách học sinh đấy thì về cái dạng này thì em cũng chỉ còn mấy chiếc em thanh lý nốt cho các bác thôi. Đấy, quay video thanh lý nốt cho các bác nhé. Đấy, nó là cái dạng vải mềm nên là con em thì mình mà đeo thì rất là ok, không có sợ bị đau người cứng người. Thiết kế thì rất là mềm và rất là thoáng luôn các bác nhé. Nó sẽ có tổng hợp, sẽ có một ngăn nhỡ ở giữa, một ngăn nhỡ bên ngoài này. Đấy, cái này hồn ngăn này các con em thì mình có thể đựng bút sách và những cái quyển sổ ghi này mà, hoặc là những cái hộp màu, đấy, những cái hộp bút. Còn bên trong ngăn to này thì nó sẽ có, các bác có thể đựng sách bút này. Đấy, con này mình đựng sách, nói chung là tất cả các loại sách trong này, và thiết kế thì rất là nhẹ nhàng nên đeo lên người thì cũng rất là thoải mái luôn. Thế thì về cái dạng cặp sách này thì bên em có giá của nó là 250.000 bao ship thôi nhá. Đây, em còn đúng hai chiếc cặp sách của nữ thôi, thì thanh lý nốt cho các bác giá là 250.000 bao ship và nó là hình nàng thiên cá các nhá. Đấy, con em nhà mình thích cái mẫu này thì các bác lên nhanh tay đặt hàng cho em, bởi vì em cũng chỉ còn hai cái rồi, thì em thanh lý nốt cho các bác giá là 250.000 bao ship. Đấy, các bác thích mẫu này thì lên cho em mã sản phẩm, đó là cặp sách của nữ nhá, cặp sách đi học của nữ, hoặc là cặp sách hình nàng thiên cá, giá là 250.000 bao ship các bác nhá.
Lấy video này thì em xin phép là kết thúc tại đây, giới thiệu qua cho các mẫu ba một vài cái mặt hàng liệt kê theo tổng số như vậy, cũng như hàng mới hàng cũ về những cái dạng loa, thì có cả những cái mẫu mới để cho các bác tham khảo qua, và những cái mặt hàng mà lâu rồi không quay lại thì hôm nay lại quay lại cho các bác xem để các bác tham khảo trực tiếp những cái mặt hàng mà nó phù hợp với đời sống nhà mình, đấy, phù hợp với ví tiền của mình, giá cả hợp lý thì các bác có thể đặt hàng về sử dụng. Đấy, lâu dài, hàng thì đảm bảo chất lượng và hàng là nói của hàng Nhật thì nó sẽ là Nhật, Mỹ là Mỹ. Còn quay video như nào thì gửi hàng cho các bác cũng như vậy thôi. Về cái chất lượng này bác sẽ yên tâm sử dụng. Và các bác muốn đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua ba số trên hotline. Ngoài ra đối với những khách hàng quen thuộc thì có thể giờ dùng chất lượng rồi thì có thể giới thiệu cho bạn bè biết đến sốc nhiều hơn. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau.